anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thuộc nhóm Pha-ri-siêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-siêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-siêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng: nếu quả thật ông này là ngôn sứ thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: này, ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa: dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói: một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp: tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo: ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon: ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: tội của chị đã được tha rồi. Bây giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai là người tội lỗi giống như người phụ nữ trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe? Giơ tay. Ai là người tội lỗi? Giơ tay. Câu hỏi thứ ba, ai cảm thấy mình có tội? Giơ tay. Ai cảm thấy mình nhiều tội? Giơ hai tay. Rồi, chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn. Sao kỳ, ông trai này kỳ quá, ta có tội là vỗ tay là sao? Là sao thưa anh chị em? Mình có tội, mình vỗ tay là vì mình thấy rằng nếu mà Chúa không dầu lòng thương xót, nếu mà Chúa không thương xót mình thì những đứa nào giơ hai tay Chúa bẻ gãy hết, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng. Tại vì tội mà, Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, Chúa đã đến để chết vì tội nhân loại, Chúa đã chết để chuộc tội cho nhân loại. Ấy vậy mà bây giờ vừa mới hỏi ai là người có tội, tội nhiều nữa thì giơ hai tay, ai cũng giơ hết. Thì nếu mà Chúa không thương xót tôi và anh chị em, ai còn sống sót được không? Tôi đố anh chị em đúng đấy, ai giơ tay cao nhất? Ai? Tôi. Tội, ai tội nhiều thì dơ cao, ai tội ít thì dơ thấp, ai không tội thì bỏ xuống.
Có ai dám bỏ xuống không? Không. Tất cả chúng ta đều là kẻ tội lỗi, và tôi cảm nhận được nơi chính bản thân mình là một người vô số tội, là một người bất toàn vô cùng. Ấy vậy mà thưa anh chị em, Chúa lại để cho cái con người tội lỗi ấy đang đứng trước mặt anh chị em mà nói về lòng thương xót Chúa. Vì lý do là tôi đã được Chúa thương xót nhiều cho nên tôi phải nói nhiều. Vì tội tôi nhiều bao nhiêu thì Chúa tha cho tôi nhiều bấy nhiêu. Và tôi yêu mến Chúa, tôi đáp lại ân nghĩa của Chúa bằng cách tôi lên tôi làm chứng về lòng thương xót Chúa. Bằng cách tôi nói cho mọi người biết rằng là tôi yêu mến Chúa nhiều lắm, vì Chúa đã tha cho tôi nhiều lắm. Vì Chúa đã tha cho tôi cho nên tôi yêu mến Chúa, chứ không phải tôi yêu mến Chúa để Chúa tha cho tôi. Mình có yêu mến Chúa nổi không? Mình có yêu mến Chúa được không? Rồi đầu sợ không dám trả lời. Tôi hỏi lại anh chị em, mình có yêu mến Chúa được không? Không. Chúng ta chỉ có một cái khả năng duy nhất là phạm tội. Chỉ có cái khả năng duy nhất là phạm tội. Cho nên, tại vì nếu mà anh chị em bảo rằng anh chị em yêu mến Chúa được, thì tại sao anh chị em lại giơ tay? Vì khi tôi hỏi ai phạm tội thì giơ tay. Có đúng không? Tại vì nếu mình yêu mến Chúa thì mình có phạm tội không? Không. Tôi yêu mến Chúa thì tôi luôn luôn muốn làm đẹp lòng Chúa thì tôi sẽ không phạm tội. Nhưng vì tôi là con người yếu đuối cho nên tôi đã phạm tội. Cho nên tôi đã chống lại Thiên Chúa, tôi đã chống lại tình yêu của Thiên Chúa. Mà theo lẽ công bằng, đứa nào chống lại ta là chết. Có đúng không? Đúng không? Ai chống lại ta là chết. Cho nên nếu mà lúc nãy tôi nói là nếu anh chị em mà giơ hai tay lên như vậy thì Chúa bảo đứa nào mà giơ tay cao thì đứa chết trước. Ai chết trước anh chị em biết không? Trả lòng chết trước, đừng có lôi thôi gì hết. Nhưng mà Chúa để cho tôi sống tới bây giờ để nói cho anh chị em về lòng thương xót của Chúa, để xác tín một điều rằng là Chúa nói cho dù tội lỗi của con có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Cho dù tội của con có đỏ thẫm như máu, ta cũng làm cho trắng tinh như bông. Và Chúa nói với mỗi một người chúng ta rằng là tội của con ta đã ném xuống biển, lỗi của con ta đã đạp dưới chân. Và trên cây thập giá, Chúa giang hai tay ra để gánh lấy tội đời. Tất cả tội lỗi của chúng ta, yếu đuối bệnh tật của chúng ta, Ngài đã đem lên cây thập giá rồi. Cho nên thưa anh chị em, vì được tha nhiều cho nên tôi yêu mến nhiều. Vì cảm nhận được rằng là Chúa thương xót tôi nhiều cho nên tôi mới không phạm tội để khỏi làm buồn lòng Chúa nữa. Chứ không phải tôi có khả năng yêu mến Chúa. Không ai có khả năng đó. Chúng ta tự thân mỗi người chỉ có khả năng phạm tội mà thôi. Và khi đã phạm tội rồi, chúng ta thấy như là Phao-lô. Phao-lô bảo rằng là trước hết tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Phao-lô muốn nói thì chính Phao-lô phải cảm nhận nơi chính bản thân của Phao-lô. Mỗi người chúng ta muốn nói về lòng Chúa thương xót thì phải cảm nhận lòng thương xót Chúa nơi chính bản thân mình. Người linh mục muốn rao giảng lòng thương xót của Chúa thì chính người linh mục đó phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào nơi chính bản thân của mình. Chứ không lấy sách vở ra mà giảng, chứ không lấy lý thuyết ra mà nói, chứ không lấy tự điển ra định nghĩa lòng thương xót là gì rồi chích câu này, câu nọ, câu kia. Cái điều đó chỉ là lý thuyết, không được nghĩ gì cả. Chẳng có đánh động nơi người nghe gì cả. Cho nên Phao-lô bảo rằng là tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận.
Hôm nay chúng nói với anh chị em về lòng thương xót của Chúa mà chính tôi đã cảm nhận về lòng thương xót của Chúa. Cho nên dẫu có chết thì chết, tôi cũng cứ phải nói về lòng thương xót của Chúa. Cho nên khi người ta cấm tôi, người ta có quyền người ta cấm tôi bảo rằng là anh chỉ có thể cấm tôi đi rao giảng lòng Chúa thương xót, nhưng anh không thể cấm tôi cảm nhận lòng thương xót của Chúa nơi chính bản thân của tôi. Đúng không? Vì ai cấm được tôi yêu mến Chúa, cấm được không? Không thể cấm được. Cho nên cái tình yêu của tôi với Chúa, tôi cảm nhận lòng thương xót, cái đó ai mà thấy được mà cấm, ai mà nhìn thấy được mà cản. Cho nên là mỗi người phải cảm nhận cái điều đó. Anh chị em đến đây, anh chị em xin Chúa cho mình cảm nhận được lòng Chúa thương xót, cảm thấy rằng Chúa sờ chạm đến anh chị em, cảm thấy là mình được sờ chạm vào lòng thương xót của Chúa, cảm thấy tay mình được thọc vào cái cạnh đường lòng của Chúa, cảm thấy tay mình được thọc vào cái ngón tay bị đâm thâu của Chúa, để cảm nhận được rằng là con tội lỗi như vậy đấy mà Chúa vẫn cứ yêu thương con, Chúa vẫn cứ tha thứ cho con, Chúa vẫn cứ xót thương con. Và lúc đó anh chị em lên làm chứng, lúc đó anh chị em đi về loan truyền, lúc đó anh chị em đi nói, người ta sẽ tin lắm thưa anh chị em. Vì anh chị em không nói bằng lý thuyết mà nói bằng con tim của mình. Tiếng nói đó là tiếng nói của con tim. Như là Phaolô bảo, điều mà chính tôi đã lãnh nhận là gì? Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta. Đấy, Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta. Chị em cầm cái quạt đập mạnh xuống cho cái tội nó chết đi. Đức Kitô đã chết vì, mày lên, nhớ lên, Đức Kitô đã chết vì, nếu mà nói tội lỗi chúng ta, vậy có khi chúng ta không có cảm nhận được. Bây giờ nói riêng từ người đã chết vì tội lỗi của tôi nha. Đức Kitô đã chết vì tội lỗi của tôi, nên không có đổ cho ai cả. Nhưng mà đồng thời ta cũng nói cho người bên cạnh biết, người khác biết là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi của anh. Quạt sang người bên phải, Đức Kitô đã chết vì tội lỗi của anh. Quay sang người bên trái của chị, Đức Kitô đã chết vì tội lỗi của chị. Quay sang người đằng sau của ông, Đức Kitô đã chết vì tội lỗi của ông. Quạt cho người phía trước, Đức Kitô đã chết vì tội lỗi của bà. Và đập mạnh xuống, Đức Kitô chết vì, mỗi người chúng ta phải cảm nhận được như vậy, đúng như lời Kinh Thánh nói. Rồi Đức Giêsu được mai táng ngày thứ ba trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, với nhóm 12. Sau đó người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Tiếp đến, người hiện ra với ông Gia-cô-bê, với tất cả các tông đồ. Hỏi anh chị em, Phao-lô có nằm trong số 12 tông đồ không? Tôi hỏi lại, Phao-lô có nằm trong danh sách 12 tông đồ được Chúa chọn không? Có hay không? Ai nói có, giơ tay. Ở đâu ra? Ở đâu ra? Chị em đọc lại tin mừng coi, trong danh sách chọn 12 tông đồ có ông nào tên là Phao-lô không? Không. Không có chịu đọc Kinh Thánh, không có chịu nhớ mà giơ tay tỏ cào lắm. Chúa ơi, không. Lúc mà Đức Giêsu chết, Phao-lô có nằm trong danh sách 12 tông đồ không? Không. Mà Phao-lô còn đang là sách gươm cưỡi ngựa đi giết những người theo Đức Giêsu cơ mà. Thấy chưa? Cho nên 12 tông đồ lúc đó là đang rao giảng, mà cái ông Giuđa là ông tư tử ông chết, thì cái người thay thế là Matthia, là người thay thế cho Giuđa phản bội. Còn Phao-lô không nằm trong danh sách 12 tông đồ, nhưng Phao-lô cũng được gọi là tông đồ vì được Chúa trực tiếp hiện ra dạy dỗ Phao-lô trong suốt 3 năm trời sau biến cố ngã ngựa trên đường Damas. Vì thế mà Phao-lô bảo rằng là sau hết người cũng hiện ra với tôi. Vì thế mà Phao-lô mới được gọi là tông đồ. Người cũng hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.
Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ, nhưng Phao-lô vẫn được gọi là tông đồ. Vì sao? Vì Phao-lô thấy rằng mình đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa, đã xách gươm đi tìm giết bắt những người tin vào Đức Giê-xu. Phao-lô đã làm công việc là ngược đãi hội thánh. Mà nếu về đức công bằng thì Phao-lô có xứng đáng không? Không. Phao-lô đáng thưởng hay đáng phạt? Đáng phạt. Mày chết chắc rồi nghe con, mày bắt bớ người theo tao là mày chết chắc. Cho nên nếu mà biến cố Damas Phao-lô ngã ngựa như vậy, nếu mà không có lòng thương xót, Phao-lô có trỗi dậy được không? Phao-lô có mở mắt ra được không? Phao-lô ngã ngựa và bị mù, rồi được dẫn đến, rồi được dây dỗ, được sáng mắt. Và lúc đó Phao-lô mới quay trở lại. Ngày xưa ông ấy hăng hái bách đạo thế nào thì ngày nay ông ấy hăng hái truyền đạo như vậy. Ngày xưa ông ấy đi tìm giết những người theo Chúa thì ngày nay ông đi tìm những người chưa biết Chúa để ông ấy loan truyền. Cho nên Phao-lô được gọi là tông đồ dân ngoại. Mà Phao-lô nói rằng là tôi có là gì cũng là nhờ ơn Chúa. Anh chị em có là gì cũng là nhờ ơn Chúa. Đáp ơn Chúa phải đưa lên và tôn vinh giờ đập cái gì. Chúng ta có là gì cũng là nhờ ơn Chúa. Chúng ta có làm được gì cũng là nhờ ơn Chúa. Chúng ta có nhà cửa của cải cũng là nhờ ơn Chúa. Chúng ta có địa vị chức tước cũng là nhờ ơn Chúa. Chúng ta có tội cũng là nhờ ơn Chúa. Đó là nhờ ai? Nhờ ai? Ma quỷ ơn Chúa nào cũng phải không dơ tay lên. Có tội mà nhờ ơn Chúa gì? Có tội là do ma quỷ nó cám dỗ mình phạm tội. Có nhờ ơn Chúa mình thắng được cám dỗ là nhờ ơn Chúa. Sợ không dám đưa tay nữa rồi. Anh nghe cho rõ, phải hiểu cho đúng chứ gì đâu mà sợ dữ vậy. Mình thắng được cơn cám dỗ là nhờ ơn Chúa. Mình không phạm tội là nhờ ơn Chúa. Đấy, mình phải hiểu rõ như vậy. Cả mọi cái ta được có, được hưởng ngày hôm nay, tất cả đều là nhớ. Vậy thì đừng có gì mà kiêu ngạo. Ta đang đẹp, có phải là tự mình đẹp không? Cứ một trận ung thư, coi tóc nó rụng hết, coi có còn đẹp nữa hay không, có còn hoa hậu nữa hay không. Rồi ta đang làm tiến sĩ, có tưởng mình giỏi hay không? U não một phát nó còn cái gì là oai nữa hay không? Thấy chưa? Cho nên là tất cả sắc đẹp mình có, tài năng mình có, của cải mình có, tất cả là nhớ. Chứ không phải là do sức của mình đâu, thưa anh chị em. Và Phao-lô mới bảo rằng là ơn người ban cho tôi đã không vô hiệu. Chúa ban cho mỗi người nén vàng, 5 nén, 10 nén, khả năng Chúa ban, ơn Chúa ban, đừng để thành vô hiệu. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi mà là ơn Chúa cùng với tôi. Phao-lô nhận rằng mình làm nhiều hơn tất cả những tông đồ khác sau khi được ơn trở lại, nhưng cũng không phải vì thế mà kiêu ngạo. Phao-lô vẫn bảo đó là nhờ ơn Chúa cùng với tôi. Có người bảo sáng nay có hai cha bạn đến mỗi cha, cha thì xin 100 bánh trung thu với 100 lồng đèn. Vùng sâu vùng xa, cha thì xin 300 bánh trung thu, 300 lồng đèn. Cha khác thì xin 500 bánh trung thu, vân vân. Toàn những cha ở vùng sâu vùng xa, nhưng vùng nghèo. Đó, đến đây mới hỡi ôi, tưởng là nhà cao cửa rộng. Đến đây hỡi ôi, tưởng là dinh thự nguy nga. Đến đây mới hỡi ôi thấy Ủa, Chúa tôi sao nó lụp sụp như vậy hả? Rồi tôi dắt vào trong cái phòng, bảo phòng khách đâu, bảo đây phòng khách. Vào thấy đứa thì đang nấu cơm, đứa thì đang dọn kho. Bảo tất cả chỉ có mỗi cái phòng này thôi, vừa khách vừa bếp vừa kho, vừa ăn vừa ngủ hết tất cả ở đây.
Cho nên mấy cha bảo vậy mà sao cha vẫn có bánh trung thu cha chia sẻ cho chúng con, thế mới hay chứ. Tất cả là nhờ ơn Chúa, chứ đâu phải là tôi có, đâu phải tôi làm ra, mà là nhờ ơn Chúa. Vì 30.000 bánh trung thu rải khắp các mái ấm ở trong thành phố. Rồi thứ bảy này anh chị em đến đây đặt tay lại được nhận bánh trung thu cho các em thiếu nhi. Rồi ngày Chủ nhật là 7 giờ, 6 giờ là các em thiếu nhi, tất cả ở mọi em thiếu nhi có đạo hay không có đạo, chúng tôi tha thiết mời các em đến đây. Bà con lối xóm rồi địa phương xung quanh hãy đến đây để mà lãnh nhận bánh trung thu lòng thương xót. Tất cả là nhớ ơn Chúa. Ê, mấy cha mới bảo vậy cậu làm từ mấy giờ? Bảo ngày xưa thì làm từ 3 giờ đến 7 giờ, bây giờ thì tăng lên làm từ 2 giờ đến 7 giờ, và ngày Chủ nhật thì làm từ 11 giờ cho đến 9 giờ tối. Thấy rồi bảo buổi sáng sau đó mấy cha đến thấy buổi sáng không? Người túm số này đọc kinh, số kia đọc kinh, cứ suốt ngày như vậy. Bảo sức đâu mà cậu làm được, sao mà cậu vất vả thế. Nhưng mà mình cũng cười cười, tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi bảo bây giờ lựa chọn, chú bảo Long mày lựa chọn là cái chỗ người anh em mới đến xin bánh á, anh ấy bảo là chỗ của em á, lễ ngày thường có mỗi 2 người thôi, còn chỗ của anh ngày thường là khoảng 2-3.000 người, bây giờ làm nhiều hơn các người khác vì cho nên người ta đến đông hơn thì phải làm nhiều hơn, còn bây giờ ít người thì làm ít hơn, bây giờ lựa chọn đi, muốn nhiều hay muốn ít. Muốn nhiều thì mệt nhiều, mà muốn ít thì mệt ít. Thế thôi, chứ bây giờ cách nào khác được. Bảo chú có cách nào mà người ta đến nhiều mà con không mệt không? Làm gì có của. Bảo giống như là có cách nào mà vừa được lời lãi cả thế gian mà rỗi linh hồn không? Có cách nào không? Có cách nào không? Có cách nào mà đường rộng rãi thanh thang mà dẫn lên nước trời có không? Chú bảo không, chỉ có cửa hẹp, đường nhỏ mới dẫn vào nước trời. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ít gì. Cho nên là thôi, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Sáng ngày mà em cả đoàn vô ngồi bảo, chắc là mỗi người có cái số phận hay sao, cái số của cha là cái số vất vả. Cái số thằng em của con là số nó sướng, nó đi tu chủng viện xong nó ra nó coi sứ, sứ lớn, sứ giàu, sứ khỏe. Được 5 năm bây giờ nó lại đi làm cho sứ, sứ to, sứ lớn, sứ ngon. Bởi thằng đó hồi xưa nó là học trò của tôi và giúp lễ và nhau thiếu nhi, mà bây giờ nó làm cho sứ to hơn tôi. Tôi cười bảo thôi, dép nó còn có số, giày dép còn có số, huống chi là người. Mà cái số là gì? Đó là lòng thương xót Chúa dành cho mỗi người, chứ không phải là số phận định đoạt, mà là cái số đó là lòng thương xót Chúa dành cho người này cách này, người nọ cách nọ, người kia cách kia, chứ không phải là Chúa thiên vị, Chúa cho thằng này có số hưởng, còn thằng này có số khổ. Ai cũng có số hết, số ở trong lòng thương xót Chúa. Mỗi người chúng ta đều có một số ở trong. Tỏ lên, mỗi người chúng ta đều có một số ở trong. Mỗi người chúng ta đều có một số ở trong. Mà ta gọi là số phận là như vậy đấy thưa anh chị em. Và Phaolô bảo là tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy, cho nên tôi hay là các cha khác thì cũng rao giảng một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Tôi hay các cha khác cũng phải rao giảng tin mừng Đức Kitô phục sinh. Tôi hay các cha khác cũng phải rao giảng rằng là Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cụ thể là Phaolô đã được Chúa cứu chữa, cụ thể là người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa Giêsu đến nhà ông Pha-ri-siêu, Chúa không phân biệt đối xử. Ít nhất là 3 lần Chúa đến nhà người Pha-ri-siêu. Mà người Pha-ri-siêu hầu hết là những người sống giả hình. Chúa thường nói khốn cho các người. Và người Pha-ri-siêu là những người luôn luôn tìm cách để mà chống Chúa, bắt bẻ Chúa, loại trừ Chúa, nhưng mà Chúa vẫn không loại trừ. Người ta mời Chúa vẫn đến. Cho nên
Chúa yêu thương người nghèo khổ, bệnh tật, nhưng Chúa vẫn không loại trừ người giàu có mà đạo đức. Cho nên ai cũng có số ở trong lòng thương xót Chúa. Không phải Chúa loại trừ người giàu, chỉ những người giàu mà không có lòng thương xót thì tức họ mới loại khỏi lòng thương xót của Chúa. Cũng như những người nghèo mà không tín thác vào Chúa mà lại bần cùng sinh đạo tặc, lấy lý do là nghèo thì có thể đi ăn cắp, nghèo thì có thể làm bậy, cũng không có trong lòng thương xót của Chúa. Nghèo nhưng mà tín thác vào lòng thương xót của Chúa, như là người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay, chị ấy chắc chắn là không nghèo, nhưng mà chắc chắn một điều, chỉ là người tội lỗi. Cả thành đều biết đến con mẹ này là thứ ghê lắm mày. Cả cái xã Hiệp Phước này, cả cái huyện Nhà Bè này đều biết là mẹ đó là thứ ghê gớm cỡ nào rồi. Vậy mà một ngày nào đó mà mẹ bước vào trong nhà thờ này mà xách theo một cái bình nước hoa sắc nen gì ba số năm gì đó, rồi đi mặc áo thật là mặc jeep, rồi thì khăn, rồi mùi nước hoa sực phức, rồi chạy đến ôm chân ông cha Long. Mấy bà chịu nổi không? Mấy bà chịu nổi không? Thì xuống với ông trật tự, ôi chết, quỷ sứ, lôi mầm ra, chứ ông kia là chắc chắn là lôi người ta ra rồi, phải không? Đấy, gật, ông trật tự lôi ngay ra. Thế thì ta thấy là Chúa Giêsu có loại trừ cái người phụ nữ đó không? Không, Chúa Giêsu không loại trừ người giàu có đạo đức là ông Pha-ri-siêu. Chúa Giêsu cũng không loại trừ người phụ nữ tội lỗi, mà đôi khi người ta hiểu lầm, người ta đồng hóa là Maria Magdalena. Ở đây không hề nói tên đó là Maria Magdalena, mà tin mừng chỉ nói Maria Magdalena là người được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ. Là Magdalena là người bị quỷ nó quấy phá bảy quỷ và Chúa trừ cho, thì Maria Magdalena đó là người mà được Chúa cho hiện ra và ra đi loan báo tin mừng. Còn người phụ nữ ở đây không phải là Maria Magdalena, cho nên đừng có đồng hóa với cái bà Magdalena ở đây. Phúc âm chỉ nói là một người phụ nữ tội lỗi trong thành thôi. Rồi người phụ nữ tội lỗi ấy đến sau lưng Chúa làm cái gì? Lấy nước mắt rửa chân Chúa, khóc lóc, lấy tóc lau chân Chúa, rồi lấy dầu thơm sức chân Chúa, làm những công việc mà người ta thấy rằng là không được phép làm. Thứ nhất, vì cả thành biết người đó là tội lỗi và Chúa cũng biết người đó là tội lỗi thì không được đụng đến người tội lỗi, vì theo luật đụng đến người tội lỗi là ô uế. Thứ hai là người phụ nữ mà không được xõa tóc ra như vậy, xõa tóc ra dưới đám đông đó là điều cấm kỵ, mà lấy tóc mà lau chân lại là cấm kỵ thứ hai, lại còn hôn lấy hôn để chân Chúa là những điều cấm kỵ người phụ nữ không được phép làm. Chúa có đá một phát cho răng không? Mày vớ vẩn cái con này, mày đến mày hôn nó đi, đá một phát cho mày có đá không? Không loại trừ. Chúa không loại trừ. Nhưng cái ông Pha-ri-siêu thì ông đã loại trừ, ông ấy lẩm bẩm: hẳn Chúa biết cái người phụ nữ này là ai rồi chứ, người tội lỗi mà sao để nó làm như vậy. Chúa đọc được tư tưởng của người Pha-ri-siêu mặc dù ông không nói. Cho nên anh chị em đừng có tưởng mình nghĩ cái gì, mình tính cái gì Chúa không biết đâu nha. Ở đây ai đang nghĩ sắp sửa móc túi Chúa biết không? Biết đó, rồi ai móc túi giơ tay. Ở đây ai mà toan tính gì xấu Chúa biết không? Ai đang tính ngoại tình Chúa biết không? Biết đấy nha, cô đừng có tưởng cô giấu chồng cô mà Chúa không biết đâu, biết không? Biết, cho nên Chúa biết hết. Chúa biết được tư tưởng của người Pha-ri-siêu và Chúa cũng đọc được ý nghĩ của người phụ nữ luôn. Vì người phụ nữ đến đâu có nói gì đâu, chỉ làm, không có nói. Nhưng mà cái hành động đó chứng tỏ là người ấy đang muốn sám hối, muốn quay trở về. Và Chúa bảo người Pha-ri-siêu rằng là: này ông, người chủ nợ, một con nợ là 5 đồng, một con nợ là 5 tỷ đi. Vậy cho nó gây gớm. Bây giờ nợ 50.000 với nợ 5 tỷ không có gì trả, Chúa tha hết. Vậy thì giữa người nợ 50.000 và người nợ 5 tỷ, ai là người mến ông chủ nhiều hơn? 5 tỷ hay 50.000? 5 tỷ. Vì sao cái người Pharisee này nói? Vì
người ấy được tha nhiều cho nên yêu mến nhiều. Người tha ít thì yêu mến ít. Cho nên chúng ta thấy là khi mà mình được Chúa yêu mến nhiều, Chúa xót thương mình nhiều vì mình tội lỗi, thì mình yêu mến Chúa vì Chúa đã tha thứ tội cho mình. Còn nếu mình không cảm nhận được mình là người tội lỗi thì mình cũng không cảm nhận được sự tha thứ, không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Người Pharisêu cứ cho mình là người đạo đức cho nên chả cần phải lòng thương xót của Chúa. Ma quỷ nó cũng cám dỗ chúng ta như vậy, không có lòng thương xót gì hết. Mày tội lỗi là mày chết chắc luôn, không ngóc đầu lên được đâu con. Cho nên là vô mà hôn chân Chúa là Chúa đá, gãy răng liền, mất luôn cái hàng tiền đạo. Ma quỷ nó sẽ cám dỗ chúng ta như vậy. Còn lòng thương xót của Chúa là tội con nhiều bao nhiêu. Trong nhật ký Faustina nói rằng là cho dù tội lỗi của cả nhân loại cộng lại cũng không bằng lòng thương xót của Chúa. Còn đây, đây chúng ta, đây là một bằng chứng cho anh chị em thấy. Nhìn này thấy đã không? Thấy chưa? Người nó coi mấy cái tay với áo nó sâm nó giống nhau luôn. Mình còn đưa tay đây cho mọi người thấy rồi. Đó, quay một vòng thôi. Ngon chưa? Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con tên là gì? Dạ, con Nguyễn Đức Toàn, con ở Tam Dương, Vĩnh Phúc ạ. À, bao nhiêu tuổi? Con 32 tuổi ạ. Toàn ở Vĩnh Phúc, 32 tuổi. Toàn chia sẻ cho mọi người coi, người phụ nữ đã phạm tội và cả làng đều biết. Còn con có dám cho mọi người biết là con đã lỗi lầm tội lỗi như thế nào không? Dạ, con nghiện ma túy hơn chục năm ạ. Vâng, thưa anh chị em, đây là một chàng thanh niên bao nhiêu tuổi? Con 32 tuổi ạ. 32 tuổi mà hơn chục năm, tức là khoảng 20 tuổi, anh ấy đã dính vào ma túy. Và đã bao nhiêu lần con muốn cai nghiện rồi? Con cũng nhiều lần, gia đình cũng mất mát với con nhiều lắm nhưng con cũng cai được. Vâng, gia đình đã cố gắng hết sức, nhưng mà đó gọi là ma, ma túy, một con ma quỷ nó kìm hãm, không cho mình thoát khỏi. Rồi hôm nay làm sao mà con chạy đến với giáo điểm tin mừng này? Đáng lẽ là ma túy thì con phải chạy đi đến cái chỗ nào nó bán, chứ ở đây đâu có bán đâu, con đến đây để làm cái gì? Dạ, con được người em ở Linh Bình giới thiệu một cha mà lúc đấy là trước là con bị bệnh tim, giãn cơ tim, con xin cha đấy. Thế con được ơn là con khỏe, con cũng vào đây con xin cha để con cai ma túy luôn. Con đi đường con rất khỏe ạ. Còn ở nhà thì con vật vã, con luôn mở đỏ lên lắm, nhưng con vào đây con đi đường con rất khỏe. Ở nhà mỗi ngày con là chơi cỡ mất hết bao nhiêu tiền? Con chơi ma túy, bây giờ con uống cả methadone nữa. Con uống liều cao. Trung bình là một ngày tốn hết bao nhiêu tiền? Trung bình là lúc trước con chơi thì con chơi hết hơn triệu. Triệu 2, triệu 3, trên triệu rưỡi. Vâng, thưa chị em, một ngày công nhân làm hàng ngày được 200 đến 500. Còn anh ấy chơi một ngày từ 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi suốt hơn 10 năm như vậy. Và bây giờ nó nặng đến mức độ là tự uống luôn metron gì đó hả? Đó, là thứ là thuộc là nặng lắm rồi. Và mỗi ngày mà không có thì nó vật vã vô cùng. Mà anh đã vào trong này vì con của anh ấy bị bệnh tim, đã đến đây và được Chúa chữa lành. Cho nên anh chợt nhớ rằng là con mình đã được Chúa chữa lành bệnh tim, còn mình, gia đình đã tốn biết bao nhiêu tiền cho anh ấy đi cai nghiện nhưng không thành. Hôm nay anh ấy nhớ đến ơn của Chúa ban và anh ấy yêu mến Chúa, anh ấy quay trở về với lòng thương xót Chúa và anh ấy đến đây không bị vật vã như ở nhà nữa. Hallelujah! Đây, cho tôi gửi tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót, con ôm chặt lấy Chúa nha. Ôi tôi đẹp trai quá, chị gọi chơi rồi. Đó, ôm chặt lấy Chúa. Rồi đây là con gửi cho con của con một cái bánh trung thu. Bánh trung thu lòng thương xót, 30.000 bánh trung thu, gọi là trăng tín thác, gửi tặng cho đứa con của con nha. Cái bánh trung thu. Và đây là cái quạt người mẹ đến với Chúa để xin mẹ che chở gìn giữ con nha. Xin Chúa chúc lành cho con.
Rồi, mời anh với hai đứa bé lên đây. Chúng ta thấy hình ảnh dễ thương mà cũng cắm cảnh của một người cha, là bị cũng tật nguyền và có hai đứa con. Con được mấy đứa con? Con được hai đứa. Con nghe giáo điểm kính mừng nên là con đưa hai đứa đến đây để xin ơn trời cha Chúa để chứa cho hai con nhà con được biết nói biết gọi. Một đứa tên gì, mấy tuổi? Đứa tên là Phúc, 14 tuổi. Phúc đây, Phúc 14 tuổi đây con hai. Lộc 12 tuổi. Phúc 14 tuổi, Lộc 12 tuổi, cả hai đứa đã bị câm điếc bẩm sinh hết. Vâng. Vâng. Còn anh thì bị bệnh gì? Con bệnh não rồi, nhỏ, yếu một chân một tay. Bệnh não. Vâng, anh ấy thì bệnh não từ nhỏ cho nên một tay một chân của anh ấy nó bị liệt, bây giờ là tạm thời có thể đi được. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con tên là Thọ, ở từ ngoài Bắc. Năm nay 45 tuổi. Rồi anh làm nghề gì? Con chẳng làm nghề gì cả, chỉ trông hai cháu để cho mẹ đi làm thôi. Vâng, anh lấy vợ năm bao nhiêu tuổi? Con lấy vợ từ năm 31 tuổi. Vâng, vợ anh thì làm nghề gì? Vợ con đi làm ô xin thôi. Vâng, vợ thì đi làm nghề giúp việc, còn chồng ở nhà chăm hai đứa cầm điếc. Anh chị em tưởng tượng, anh có đạo không? Con không đạo. Con ngoại đạo chứ con không đạo gì cả. Vâng, đây là một người ngoại đạo từ ngoài Phú Thọ. Ở Thái Bình, ở ngoài Bắc. Anh ấy lặn lội dắt hai đứa con cầm điếc mà ngơ ngơ ngáo ngáo vào đây cùng với một người bố mà bị não bán thân, mà bây giờ đi không có được bình thường. Chúng ta thấy hình ảnh mà Chúa đón nhận những người tội lỗi, đón nhận những người đau ốm, đón nhận những người bệnh tật, đón nhận những người khuyết tật. Đây là một gia đình ngoại đạo mà họ đã được biết đến lòng Chúa thương xót. Làm sao mà anh biết đến lòng Chúa thương xót hôm nay dẫn hai con anh vào đây? Có một cái chị ở bên giáo, chị cho con cái đài để con nghe. Trên tháng 10 năm ngoái con thì con đi nhiều, con không có cơ hội. Năm nay con mới có cơ hội con đi. Vâng. Nhưng đi như vậy thì anh có phải đóng tiền không? Có. Rồi, vì anh đóng hết bao nhiêu thì chúng tôi sẽ gửi lại cho anh nha. Được chưa? Rồi, ở đây là mấy ngày? Con ở đây ngày nay là ngày thứ hai rồi. Con đang ở Mai, nếu mà tiện xe thì con cũng theo các chị về. Vâng, chút nữa tí nữa anh vào trong kia, anh cho chúng tôi biết là hết bao nhiêu tiền xe, tiền ăn trong suốt mấy ngày ở đây, chúng tôi sẽ gửi lại cho anh chị và các cháu nha. Rồi tặng thêm một chút xíu nữa để làm quà. Đây, cha gửi tặng cho hai con bánh trung thu. Đây, bánh trung thu. Nó nó muốn nói, nó cầm như nó muốn nói, nó cảm ơn mà nó không nói được. Nó bị tôi có hỏi nó ngon không, nó cũng không trả lời được. Thì anh chị em muốn là mình còn miệng để mình nói cảm ơn Chúa, hay là muốn là mình không còn nói được rồi mình mới biết cảm ơn Chúa? Anh chị em muốn là khi mình còn nghe được lời Chúa mình nói mình cảm ơn Chúa, hay là lúc mình không còn nghe được cái gì nữa mình nói cảm ơn Chúa? Anh chị em ngẫm nghĩ thì coi. Anh chị em muốn là mình có đang khỏe mạnh tay chân như thế này mình đến với lòng Chúa thương xót, hay là một người mà u não bị liệt cả một nửa người cả hiện đến đây để mà mới đến với lòng thương xót của Chúa? Anh chị em suy nghĩ đi. Đây, chúng tôi muốn đưa những nhân chứng này lên để cho mỗi người chúng ta cảm nhận được rằng là lòng thương xót của Chúa mời gọi mỗi người chúng ta biết thương xót anh chị em của mình. Rồi, anh vô kia tôi tặng anh thì cái máy mới nha. Vô trong kia lấy cái máy mới với lấy tiền xe, tiền ăn, tiền ở cho ba cha con về. Đây, tôi gửi tặng cho chị em một cái quạt nha. Đây, bạn thân mến về tặng cho vợ. Này, anh ơi. Nó chạy nhanh quá.
lúc nãy Đức Hiền lên đặt tay ít nhất là 5 cặp vợ chồng rất là khỏe, rất là đẹp, mà có khi cũng rất là giàu, mà lên cứ ôm chầm lấy trai còn hiếm muộn. Tôi nhìn thấy tại sao mà những con người khỏe mạnh như thế này mà lại hiếm muộn. Bởi chúng ta nhìn thấy cái anh đó bị não, bị bán thân như thế mà vẫn lấy được vợ, mà vẫn có được 2 con. Ta thấy Chúa làm những chuyện kỳ diệu vô cùng, mình không thể hiểu được. Cho nên chỉ có biết hallelujah. Rồi, mời con bé bé lên đây, cho mấy đứa bé lên đây trước để cho nó ăn bánh trung thu đấy. Thế là con được ơn gì của Chúa? Dạ, con chào cha với cho con Đoan, con tạ ơn Chúa, con được ơn của Chúa là được nắm ơn ạ. Thấy hoàn cảnh của gia đình cái này nghe tủi quá. Thứ nhất là con bị thoái hóa đột sống, nắm đột sống, với lại thoái hóa bát đột xương cổ, mà con bị rối loạn tiền đình 25 năm. Con cũng đi hết tất cả các bệnh viện, ba chấm cứu hết mà không có khỏi. Con vào đây được 3 ngày thì Chúa được ban ơn cho con được khỏi chữa lành, và giờ con không đau lưng, không thoái hóa và cũng không không thoát vì đêm đêm, mà cũng lành hẳn bệnh đau đầu hoàn toàn ạ. Dạ, giờ và con bị viêm loét dạ dày, rồi là bị u sơ của thanh quản. U sơ thanh quản hả? Có u sơ thanh quản không? Có cái bệnh đó không? Có hả? Rồi, gì nữa? Dạ, nhưng mà giờ cũng hoàn toàn là lành. Và giờ con cùng vào đấy đưa 2 đứa cháu của con, là con của con có một đứa con trai, là 2 vợ chồng ly hôn mà để là 2 đứa cháu. Hiện tại giờ là mẹ nó đi đâu 2 năm nay cũng không biết. Thì bây giờ con cũng xin nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho Chúa ban phước cho mẹ cháu về với cháu ạ. Mẹ đứa bé nó đây ạ? Dạ. Vâng, chúng ta thấy đây là một hoàn cảnh cũng rất là đáng thương. Vì đứa bé, gia đình bố mẹ đã ly hôn với nhau, và đứa bé bị mẹ bỏ lại, bìa là ở với bà nội hay bà ngoại? Dạ, bà nội ạ. Vâng, bà nội, còn người mẹ thì đã bỏ đi. Ta cho tặng cho con cái bánh trung thu này con. Hai tay, đứng lên, đứng ô, hai tay. Rồi, mới cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Rồi, mà mốt có đi tu không? Rồi, cho tặng cho con cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin Chúa dành cho con. Con. Thưa cha, con là ba đứa Trình Thị Thu, con ở Châu Pha, do xứ Châu Pha, địa phận Bà Rịa Vũng Tàu. Con là Doan, con Phan Huấn, con ở Vũng Tàu. Vâng, hai chúng con là vợ chồng với nhau, và chúng con đã được ơn gì của Chúa? Thưa cha, chồng con được ơn chữa lành. Thứ sáu vừa rồi chồng con bị đau tim và đã nhập viện, và tối hôm kia nhà thương bắt con là phải mang 70 triệu ra để đóng tiền để phẫu thuật để bắn chip vào tim. Rồi sáng hôm qua bắt đầu đưa vào phòng để mổ thì đã chụp là và siêu âm lại thì không có vấn đề gì, và bác sĩ đã bảo đó là điều kỳ diệu. Và con đã nhắn tin cho cha, thì con đã nhắn tin cho cha, nhưng mà mặc dù cha không trả lời tin nhắn, nhưng mà điều kỳ diệu đã xảy ra đối với gia đình con. Chồng con đã được xuất viện ngay chiều hôm qua, và bây giờ đây là một người bình thường, không mắc bệnh gì hết cha. Dạ, con hôm qua là chiều hôm qua từ sáng nay con bảo thôi con lên trên đây để chứng cho Chúa, là được tạ ơn Chúa rất nhiều. Dạ, ơn thứ hai của con là con của con đây. Lúc con mang thai cháu được 6 tuần thì bác sĩ siêu âm nói là cháu không có tim thai. Nếu mà tuần sau đi siêu âm lại á mà không có tim thai nữa là sẽ bỏ. Thì tuần thứ 7 á con lên đây con xin khấn lòng thương xót Chúa. Rồi đến tuần thứ 8 con đi ra siêu âm thì tim thai đập rất nhanh. Và rồi đến 16 tuần thì bác sĩ nói là em bé bị đau não, có phải bỏ khả năng bỏ em bé. Nhưng mà chồng con có lòng tín thác vào Chúa và đã nói là hai vợ chồng mình suốt ngày đi lòng thương xót Chúa, mà chả lẽ tin vào lời bác sĩ sao, thôi mình cứ tín thác vào Chúa đi. Nhưng mà cuối cùng con sanh ra em bé rất bình thường, em bé tên Phạm Gia Khiêm.
Em bé được 3 tháng tuổi chứ. Em được 8kg. 8kg, và đây là đứa thứ mấy? Đứa thứ 5 chứ. Đứa mấy? Đứa 5. Đây. Thưa anh chị em, người ta vẫn có nhiều bà mẹ đến đây lo lắng. Trong đó có anh đang làm thờ hồ với chúng tôi cũng lo lắng vì vợ cứ bị bảo là không có tim thai, rồi người ta cứ đòi bỏ. Và dây chi này cũng thế. Rồi sau đó lại có tim thai lại và đập lại, cuối cùng lại bảo là có nguy cơ đau, lại đòi bỏ. Và bây giờ thì nó vẫn sinh ra, được sinh ra bình thường, khỏe mạnh như bất cứ đứa nào, 7kg. Và đó là đứa con thứ 5 của một cặp vợ chồng mà chồng vừa được ơn chữa lành bệnh tim, mà bác sĩ bảo đó là một điều kỳ diệu. Thưa cha, chồng con là tật tòng, nhưng mà nhờ lòng yêu thương Chúa và chúng con được rất nhiều ơn đó cha. Đó là em rể của con leo một cột điện 14m, té cả người cả cột, rớt xuống nhưng mà bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi. Nhưng bữa nay em con đã bình thường để em con có mặt ở đây. Nhưng mà thưa cha, điều kỳ diệu lớn là trong thời gian em con nằm trong giường bệnh. Trước đây em con không có biết gì về tới lòng thương xót. Mặc dù chúng con đã giới thiệu rất nhiều, nhưng mà em con không quan tâm. Nhưng trong khi thời gian nằm trên giường bệnh, em con đã nghe máy lòng thương xót. Và bây giờ lúc nào cũng cầm cái đài đi theo bên cạnh. Và bây giờ rất siêng năng đi lễ, đang ở đây đó cha. Em con tên Vũ Thượng Hiền. Ba mươi tám tuổi, mình té cái cột điện cao bao nhiêu? 14m chứ. Cả cột điện đổ xuống? Cả cột điện ôm theo người đổ xuống đường luôn. Dạ, và bị chấn thương sọ não. Nhưng bữa nay bình thường rồi cha. Giờ con xin khấn gia đình con đó, xin khấn lòng thương xót và em con đã bình thường. Hallelujah. Lấy cao cái quả lên. Hallelujah. Một điều kỳ diệu vô cùng đó là không phải là cái chuyện chữa cái căn bệnh leo cái cột điện 15m, cả người lẫn cột điện rớt xuống đất, chấn thương sọ não. Nhưng điều quan trọng là nhờ cái chấn thương sọ não đó mà có thời gian nghe máy, và bây giờ đã được quay về với lòng thương xót Chúa và ôm cái máy lòng Chúa thương xót để đi loan truyền làm chứng cho mọi người. Đó là điều thật là kỳ diệu. Đó là điều kỳ diệu. Đó là điều kỳ diệu. Rồi xin Chúa tặng cho bé cái máy bánh trung thu này. Chắc là nó ăn thì mẹ ăn chứ ai ăn, bố ăn chứ ai ăn. Tôi cảm ơn cha. Rồi xin mời con lên. Hai người lên mắt. Con Anna Phan Đình Thị Phương, con ở giáo xứ Thành Đức, cháu Hạc Long Thành. Con xin làm chứng 3 điều. Điều thứ nhất là con gái của con nó có bầu nhưng mà nó bị sẩy. Xong lần thứ hai con lên khấn cha, nhắn tin cho cha và xin cha khấn lòng Chúa thương xót. Thì tới lúc 7 tháng thì nó bị u xơ, cho nên bác sĩ kêu là phải bỏ thai này đi. Phải mổ cái thai, cái u xơ nó càng lớn lên thì cái thai nó lại càng đau, cho nên đòi bỏ bé. Sau con khấn cha và giờ cầu nguyện của khấn cha và cầu nguyện phù Chúa, giờ con của con nó sinh ra được 10 tháng rồi mà giờ vẫn khỏe mạnh và chưa có đau ốm gì hết. Và còn ơn thứ hai là chồng của con khô khan nguội lạnh và không có đi lễ và không xưng tội 2 năm. Mà con khấn cha và xin cầu nguyện. Tới lúc nghe đài thì chồng con bữa nay đã đi lễ được rồi. Nhưng mà lại mới đầu thì ngồi ở ngoài không vô nhà thờ và mặc áo quần lôi thôi. Bây giờ con cầu nguyện cùng Chúa thương xót. Thì giờ chồng con đã vô nhà thờ và đóng thùng đi lễ lịch sự và có số sáng. Còn ơn thứ ba là ơn của con. Con bị gai cột sống 3 đốt và bị yếu tim. Con một lần con đi thì thấy người đông như vậy là con xâm xoàng chóng mặt và nó đau lưng, con ngồi không được.
Lúc con đi khám bệnh thì bác sĩ cho thuốc, con không có lấy và con cầu nguyện lòng thương xót. Cho nên giờ bệnh con nó cũng bớt và con hết chóng mặt. Dạ thưa. Dạ, con tên Anna Phan Đình Thị Phương, con ở giáo xứ Thành Đức, cho hạt Long Thành. Dạ, con được 3 cháu. 3 cháu cho một cái bánh trung thu. Đây, gửi tặng xong 3 đứa nó ăn một cái bánh cho nó vui. Còn cái gì nữa không? Hallelujah. Rồi, con. Rồi, con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Teresa Nguyễn Thị Liên, 39 tuổi, con ở giáo xứ Lam Sơn và là giáo phận Thanh Hóa ạ. Vì con được hai ơn của Chúa. Và là thứ nhất là quân của con thì khi đang còn đi học cấp 2 là quân của con ham chơi game lắm. Cứ đi học về thì mèo hỏi sách vở con ở đâu, không bảo là con đang gửi bạn, đi hỏi bạn thì các bạn cũng không gửi. Cứ về đánh hỏi thì cứ bảo là con đang gửi bạn, mẹ không tin à. Đến ngày hôm sau con lại thấy quân của con không có cái áo mưa, cũng không có dép về, mũ về, con hỏi thì con cũng cứ bảo là gửi bạn. Đến 1-2-3 tháng sau con mới thấy các bạn ấy nhắn là quân của con chơi game ham quá thì bị cái nhà game đó người ta giữ đồ hết rồi, không cho giữ, là quân của con biết được có tội. Từ đó trở đi là cứ bữa nào mà chơi game là quân của con không về, là bỏ đi đến các cái đền thờ của Phật đó, là đi kiếm bánh, kiếm kẹo, kiếm các thứ. 11, 12 giờ đêm cũng cứ các con cứ đi tìm nhưng mà là tìm không thấy. Đến bữa mà được người ta báo về cho thì lên để đi chùa con. Con dẫn con về thì con cũng có hứa nhưng mà chỉ được có một vài ngày thôi. Rồi hôm sau đi học lại cũng cứ tiếp tục như thế. Cứ đi chơi game là kinh không về nhà nữa, là cứ đến các cái nhà mà người ta đi làm ăn xa, người ta không có nhà đó ngủ. Rồi bữa thì ngủ ở chuồng lợn nhà người ta này, bữa thì ngủ ở chuồng trâu. Họ cứ tưởng là cái trộm thuê, họ lùa họ bắt. Họ báo cho gia đình con đến thì nhận con về. Chứ thì đúng là người làng con ở họ có đi vô cha đây đi khấn lòng thương xót. Thì đúng con thì con bị bệnh yếu tim mà con say xe con không đi được. Con đến con nhờ người ta thì người ta cầm thư của con vô nhờ cha khấn. Tự dưng con nhờ con không chơi game mà cũng không phải đi tìm đêm, không phải đi đến các cái đền thờ nữa. Bây giờ ngoan lắm cha ạ. Là... Dạ, tên là Trịnh Công Tài ạ. Dạ, con 16 tuổi. Còn ơn thứ hai là chồng con bình thường thì rất chi là hiền, mà cứ mỗi ngày mà uống rượu vào thì là về là cứ hành hung mà phá phách hết đồ dùng trong nhà, là phá hết đi không còn biết là cái gì. Các con của con cứ gọi ra là cứ nuối lung tung trời đất, bắt con nấu canh thì cứ canh nhạt, đổ đi nấu canh khác, bắt nấu canh khác thì lại chê là mặn quá, rồi bắt tay ăn, bắt con bữa thì bắt cá con ăn cơm không hết cả cái nồi cơm ở dưới. Chứ là con cũng nghe được người ra những ai mà làng xóm họ khỏe mạnh rồi đi vô cha để khấn, là con đều gửi thư thì cứ được vài hôm sau họ về là thấy chồng con là cứ từ từ dần dần dịu dần mà nói những lời lẽ với các con của con này, ngoan hiền lắm. Mà các con nghe lời của trước đây nó cứ nọ nạt hắn là hắn kinh là hắn đi không dám về nữa, là hai ơn của Chúa ạ. Nay là dạ chồng con thì trước đây lấy con thì không có rượu chè, nhưng mà được 5-6 năm về đây này là chồng con là rượu chè nhiều, mà thuốc thang thì thuốc lá hay thuốc lào không hút mà chỉ có rượu thôi. Vâng, nên là hôm nay thì chồng con có biểu là thôi em say cũng cứ cố gắng đi vô khấn, đi khấn cho anh cả đôi chân cho anh nữa, này mai tê anh khỏe rồi anh dẫn con trai nữa vô để tạ ơn Chúa. Hôm nay con vô đến đây rồi con cũng xin con làm chứng ạ. Được mấy cháu rồi? Dạ con được 2 con trai lớn cả rồi cha ạ. Dạ 18 đến 16 tuổi rồi ạ. Là thấy cái bệnh nghiện game bây giờ là cái nó khủng khiếp lắm. Rất nhiều gia đình, không những là đứa con mà cả ông chồng cũng bị bệnh nghiện game, còn hơn cả là mê vợ nữa. Và đứa bé này nó nghiện nặng đến mức độ mà không có cần ăn uống gì. Đói quá thì vào mấy cái miếu, cái đình lấy cái đồ cúng mà ăn. Rồi đêm thì ra ngủ chuồng trâu, chuồng lợn. Cái mức độ người ta tưởng là trộm, người ta bắt, rồi cùng bố mẹ phải đi lãnh về. Ta biết là cái độ của cái thằng này là cứ khiếp lắm rồi, mà cái tuổi là cái tuổi ngang, tuổi 16, 17 nó bẻ gãy sừng trâu, nó ngang ngược vô cùng.
Vậy mà chị ấy gửi cái thư khấn vô đây chị chưa vô được, mà Chúa đã biến đổi cái thằng con trai, rồi biến đổi luôn cả người chồng. Người chồng là rượu vô là nấu canh mặn quá chê đổ đi, ngạt quá cũng bắt mẹ mày sơi hết, rồi nấu cá nấu cơm bắt mấy đứa con ngồi ăn trước mặt tao cho hết cho tao. Tôi thấy nó rượu nó vô nó ngang ngược, nó không còn tính người. Vậy mà bây giờ cả con được ơn, cả bố được ơn, và người vui sướng nhất là ai? Đây là ai? Là con ạ. Su cười tươi chưa kìa. Thế chứ. Đó là người mẹ và người vợ đau khổ bao nhiêu năm trời, và chị là người hạnh phúc nhất. Hôm nay chị đứng đây chị làm chứng, mặc dù chị là người đi rất là say xe đúng không? Say xe lắm chả. Con vào đến đây nhưng mà con lại thấy con khỏe quắn lắm rồi. Nhưng các bà cô con có khuyên con với rằng là giữ mà trước khi đi cứ no, nhưng mà vô đây con khỏe mạnh chả. Rồi con ăn bánh trung thu không? Dạ. Con bánh trung thu không? Dạ không, con lớn rồi ạ, con nhường cho các trẻ khác thôi ạ. Rồi mời con lên. Xin chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người? Cha, con thì được rất là nhiều ơn, nhưng mà cái ơn mới nhất đây là cách đây 10 tháng là con phát hiện con bị ung thư buồng trứng. Rồi con mới chạy đến đây, con xin cha cầu nguyện. Cha đặt tay cầu nguyện cho con và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con mổ được bình an. Sau khi mổ thì con phải vô hóa trị 6 lần. Thì mỗi lần trước thì vô hóa trị là con chạy tới đây, con xin cha đặt tay cầu nguyện. Thì 6 lần con vô hóa trị con đều được bình an hết. Con không có bị tác dụng phụ một lần nào cả. Và đến ngày hôm nay là con được khỏe mạnh bình thường. Con xin tới đây để con làm chứng cho Chúa. Và con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Dạ con tên là Elizabeth Phan Thị Thu Hương, 53 tuổi. Con ở họ gia đình ở quận Bình Thạnh cha. Dạ con chỉ ở nhà thôi cha. Sao con biết được lòng Chúa hơi xót mà trong lúc bị ung thư con đã đến đây để con cầu nguyện rồi được ơi? Dạ thưa cha, con có một người em họ thì cho con xin số điện thoại của cha, rồi con nhắn tin cho cha. Đầu tiên là con nhắn tin cho cha, sau đó để con chạy tới đây để con xin cha đặt tay cầu nguyện cho con ạ. Hallelujah. Con biết rằng nhà con có được mấy bé? Dạ con có được 3 đứa ạ. Đây giờ tặng cho mấy tuổi? Dạ 30 mấy tuổi đứa lớn. 30 mấy tuổi là con bệnh trung thu. Đây cho tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Bé lên đây con. Đây. Cầm 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 cầm. Rồi con tên gì? Con tên là Giá Bảo. Bảo mấy tuổi? Mấy tuổi? Bây giờ chưa tay 5 tuổi. Rồi con có cái gì đây? Heo. Để làm gì? Heo để làm gì? Cho ai? Heo con cho ai? Con giúp cho người nghèo. Rồi cho về trong cái tay heo cho người nghèo. Rồi con để heo vào đấy cho chân Chúa cho người nghèo. Để chân Chúa. Để đây, để dưới. Để dưới. Rồi đây Bảo, đây cho con cái bánh trung thu lòng thương xót nha. Cảm ơn cha. Mốt con đi tu không? Lắc đầu quầy quay. Rồi con được cái gì của Chúa? Dạ thưa con đến đây con cảm tạ Chúa, cảm ơn cha với cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Được ơn chồng con được ơn chữa lành. Với lại chồng con được ơn quay lại được ơn hắn cải cha. Rồi con kể coi chồng con nó bị bệnh gì và được Chúa chữa lành làm sao và được hắn cải như thế nào? Dạ. Chồng con bị bệnh tiểu đường với cao huyết áp, với lại gan nhiễm gan có bí trong gan. Dạ có bí trong gan nữa. Với lại chồng con đi hay đi cầu mà có máu ở trong phân đó cha. Xong rồi con đi đây đây con cầu nguyện thánh lòng thương xót Chúa. Thì bữa nay chồng con không có bị khỏi bệnh này cha. Rồi chồng con nó được bệnh thân xác, còn bệnh tâm hồn chồng con được ơn trở lại là như thế nào? Dạ chồng con từ hồi xưa giờ con lấy chồng con ấy, thì chồng con hay đi gái gắt lắm. Rồi con khuyên hoài, con nói hoài thì chồng con cũng không chịu nghe. Con đi nằm thương xót hồi xưa cha ở Chí Hòa con cũng có đi. Xong rồi một thời gian thì cha đi nước ngoài con không đi nữa, thì con có thằng bé này con không đi. Tự nhiên hôm 9 tháng 6 này có một cái em cho đi rủ con đi. Rồi nên con khấn cha cho chồng con được ơn hắn cải với ơn chữa lành. Cái này chồng con được hai ơn đấy luôn cha.
Rồi chồng con bây giờ là siêng năng đi lễ, với hay nói con cái sáng cũng đi lễ sáng nữa. Chứ hồi xưa con mà đi lễ các thánh thì con đi lễ là nói chồng con chẳng chịu đi. Chồng con bảo là không đi, là chồng con không đi, một mình con đi thôi. Bây giờ là sáng lễ thường lễ nào là con chồng con cũng đi hết. Bao nhiêu năm thì chồng con đã xa đạ vào cái chuyện là gái gú như vậy? Từ hồi lúc mà con lấy chồng con đó là được mấy năm là chồng con đã tư như vậy rồi. Nhưng mà con lấy chồng con được là 20 mấy năm rồi đấy cha. Sắp sửa là tới ngày mùng 5 tháng 11 này là được 25 năm rồi cha. 25 năm là ngân khánh đám cưới, cũng là ngân khánh chồng con đi với gái. Suốt 25 năm anh chị em nghĩ tưởng tượng rồi, khủng khiếp lắm chứ. Là giống như là nó vẫn ăn vào máu rồi, làm sao mà được ơn như thế đó, chỉ có Chúa làm. Cho nên Chúa nói với người phụ nữ là lòng tin của con đã cứu con. Anh chị em đến đây được Chúa chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn là do lòng tin. Nếu người vợ này, nếu người mẹ này mà không có lòng tin thì làm sao mà Chúa chữa được cho người chồng khỏi những căn bệnh nan y như vậy, và nhất là căn bệnh mà mê đắm sắc dục suốt 25 năm. Ai là người đau khổ nhất? Người chồng hay người vợ? Người vợ. 25 năm mà chồng mình bỏ mình đi theo người khác, và bây giờ ai là người vui mừng nhất? Cũng là người vợ. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho anh ấy nhà cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để cho anh ấy đọc nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và tặng luôn cho anh ấy cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và tấm ảnh lòng thương xót Chúa đấng mà đã cứu anh ấy khỏi căn bệnh thể xác và nhất là căn bệnh tâm hồn 25 năm. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con của chúng con. Con được ơn gì? Thưa cha, là con bị ung thư vú được cách đây là 5 năm, thì con mổ được 1 năm, thì con lại có một cái u nữa ở đây, thì có người ở ngực, thì có người mách con là đi vào cha Long xin ơn. Thì con đi vào con xin ơn cha đặt tay cầu nguyện cho con, thì con đã về con mất. Thì... Về con mất? Thua tôi đặt tay xong rồi về nó mất. Mất cái gì? À? U này là đã bị mất. À, cái u bị mất chưa, thì con đọc tay xong rồi con về con mất thì chắc chẳng ai đến nữa. Rồi, cái u đã bị mất, sao nữa? Bây giờ con được 5 năm thì con lại bị di căn. Thì con nhờ mọi người ở lòng Chúa thương xót, và con đi lòng Chúa thương xót con cầu nguyện. Thì bây giờ con đã mổ và được khỏe. Con đi vào đây con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con là Anna Phạm Thị Ngọc, con ở giáo xứ La Phủ, Hà Nội. Con ở ngoài Bắc, con vừa vào đây mà. Con có được mấy cháu? Thưa cha, con được 2 cháu. Con bây giờ lớn rồi, đứa thứ hai, đứa thứ nhất là được 32 tuổi, đứa thứ hai là được 30 tuổi. Nhưng mà con xin cha, đứa thứ nhất 32, đứa nhì 30, vậy nó đâu ăn bánh trung thu nữa. Hay đây, cho tặng cho con cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha về cho hai cái đứa 32, 33 tuổi, để nó biết đến lòng thương xót của Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót tặng cho hai đứa đó, để nó biết đến lòng thương xót Chúa. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Con được ơn gì Chúa? Dạ, con được ba ơn ạ. Con tên Thánh Maria Nguyễn Thị Hảo. Con 67 tuổi, con ở giáo xứ Phú Huyền, quận Bình Thạnh. Con ơn thứ nhất là con bị ung thư tử cung. Con đi chữa các nơi không hết, rồi bác con dẫn con lên cha để cha đặt tay, bây giờ con hết rồi. Còn ơn thứ giờ là hết rồi. Ơn thứ hai. Dạ, còn ơn thứ hai thì con bị thoái hóa cuộc sống mà con đi không được, con cứ bò không à. Rồi con lên cha đặt tay cho con về nhà con cũng hết rồi cha. Dạ, cũng hết rồi. Ơn thứ ba. Dạ, ơn thứ ba là con đang ngồi rồi tới hồi con đứng lên nó xoay sẩm mặt mày, cái con té xuống, cái bụng con nó kêu con bụng một cái, con được lại Chúa con bể bụng rồi. Cái gì nó kêu? Dạ, cái bụng con à, cái bụng con nó làm cái bụng một cái con được lại Chúa con bể bụng rồi. Xin Chúa cứu con. Con nói là lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đón lại linh hồn con. Cái con
ngất xỉu, con không biết. Cái một hồi cái con thấy chồng con nói đó, lòng thương xót Chúa cứu em đó, là con mới biết là con sống cha. Dạ. Cũng hết rồi. Rồi ba cái hết rồi. Mà chị té từ đâu xuống? Dạ con không có té, con đang ngồi với con đứng lên cái tự nó xoay sẩm mặt mày á cha, rồi con mới té xuống. Mà người ta té người ta bể đầu bể gãy chân cái tay, bà này té cái bụng nó nổ cái bột. Rồi cô còn có cháu nội cháu ngoại gì không? Dạ con có cháu nội cháu ngoại. Dạ một đứa thì 6 tuổi. Rồi để chọn đứa 6 tuổi cái bánh trung thu nha, bánh trung thu lòng thương xót Chúa. Rồi con được ơn gì của Chúa? Dạ con được rất nhiều ơn, mà con chỉ kể có một ơn của con lớn nhất thôi. Thì con là Anna Nguyễn Thị Tê ở ngoài Bắc, mà con năm nay 60 tuổi, mà con 2015 đấy là con bị cái bệnh ung thư tuyến giáp. Cho nên là con thấy bác sĩ báo con như vậy con rất buồn, con không biết kiểu gì được. Nhưng vì sau con nghĩ đến là bà chị con ở trong này, là bây giờ con biết điện với chị là bây giờ chị xin phấn cho em. Thì chị trả lời là bây giờ cha đi vắng rồi em ạ, chị chỉ có nhắn tin. Thì con chỉ bảo chị muốn làm sao làm, chị nhắn tin cho em, mình thấy em bệnh em nó nặng rồi. Thì chị nhắn tin cho em, thì chị em nhắn tin cho cha thì được 3 hôm. Thì là Chúa cho con uống thuốc, con gặp thầy bằng thuốc là con đỡ. Ngày nay là con vào đây con xin cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi, có cháu không? À, con rất nhiều cháu nhưng con ở ngoài Bắc, con chưa về được. Thì con xin cảm ơn cha, con không lấy cái gì hết. Không lấy gì cả. Rồi, mời con được cái gì của Chúa? Dạ, thưa cha, con được ơn chữa lành, con được rất nhiều ơn. Chữa lành gì? Chữa lành bệnh tật ạ. À. Cha con cái năm con cha còn ở Chí Hòa ấy, thì là con gái con để vợ chồng đi làm ăn thua lỗ, nó sách bách nó không còn gì cả, thì cháu bệnh mắc bệnh trầm cảm, và trong lúc không có tiền để mà đưa cháu đi bệnh viện, bác sĩ cứ bảo cho cháu ra bệnh viện tâm thần, nhưng mà con không có tiền đưa đi. Thì con nói với con gái lớn của con là mà con nhắn tin cho cha Long đi, thì khi nhắn tin cho cha 3 ngày cha mới hồi âm lại. Thì là cha bảo cứ yên chí, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì trong một thời gian nữa, độ khoảng là nửa tháng sau là cháu tự nhiên cháu khỏi bệnh, cháu không lai hết gì nữa, mà cháu cũng không chui vào gầm giường nằm, cũng không làm gì nữa. Đến nay là cháu cũng đi với con ở đây, mà cháu cũng đã biết đi làm ăn đầy đủ, vợ chồng cháu làm ăn ngon này. Ơn thứ hai là cái năm 2016 này là con là bị bệnh ung thư bao tử. Thì khi là bác sĩ biết nhưng mà không báo cho con biết, báo là chị có con cái gì thì điện về ngay. Thế còn điện cho con ở thành phố Ninh Bình ấy. Thì nó đến, thì nó biết thì nó điện hết cho các em nó về. Thì là cũng không cho con biết, nhưng mà con cũng thấy là điện hết cho các con về là con biết là bệnh rồi, nhưng các con nó cũng giấu con. Mãi về sau thì con gái con nó mới điện cho nhắn tin cho cha, thì nhắn tin 4-5 lần cha mới nhắn trả lại. Thì sau là bác sĩ cho về là con nuôi không còn để sức để mà chạy xạ, thì bác sĩ bảo là cho mẹ về để bồi dưỡng 1 tháng lên để chạy xạ. Nhưng mà đến khi mà con đưa bồi dưỡng được 1 tháng thì cũng không có bồi dưỡng được cái gì, cũng chẳng có thuốc thang gì, chỉ có nhắn tin cho cha và cộng đoàn ở đấy người ta cầu nguyện cho con, họ biết thì họ đầu cầu nguyện cho con. Thì đến khi 1 tháng lên thì bác sĩ cứ hỏi làm sao mà bác sĩ nào chữa cho bà, làm sao bà lại mất hết cả khối u mà mất hết cả tế bào ác. Thế là đến khi là họ hỏi mãi thì con mới nói ra là tôi chỉ đi xin khấn lòng Chúa thương xót thôi. Thì là con được khỏi bệnh từ mấy năm nay, con béo mới béo tốt được bây giờ ạ. Béo tốt nhá. Hallelujah. Rồi, để tặng cho chị cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, xin mời. Rồi, con lên đây. Con được cái gì nói cho mọi người nghe. Con xin chào cha là con đồng giáo xứ với cả anh em chị em ở đất nước Campuchia em mới xuống đây
em lên làm chứng cho Chúa. Tại em có bệnh, bị cái xương khô đó, bị khám bác sĩ thì thấy xương khô của em nó mọc ra dài. Cái gì? Cái xương khô. Xương khô của con á, thấy mọc ra dài, con đi tới bác sĩ vô khám nữa, con khám, người ta nói xương khô con bị rù. Con nói, ủa sao mà xương khô? Cái xương khô nó bị khù. Là cái gì? Không biết, con biết bác sĩ nói vậy, con nói vậy là làm sao? À, cái xương cung đó phải không? À, rồi cái xương cung là cái xương khu nó bị khù. Rồi. Con mới nói là làm sao bây giờ có làm sao là hết bệnh bây giờ trời, Chúa ơi, trời ơi con kêu bị con là người ngoại đạo, con nói trời ơi chết. Con đạo gì? Con ngoại đạo. Rồi thưa chị em, đây là một người ngoại đạo mà bên Campuchia bị bệnh cái xương khu nó bị khù. Rồi. Dạ. Thì con mới nói vậy, con mới chị ở xóm nó chị mới nói chị nhắn chồng chị bệnh, chị nó nhắn tin cho Ca Long. Con nói chị ơi, chị cho em nhắn chứ. Chị nói để giúp tôi nhắn được thì chị lên tôi cho chị nhắn, để giúp con mới lên nè chị. Con hỏi chị ơi nhắn được không? Chị nói là Ca Long nhắn không được. Tới chết thì làm sao ai chị cho tôi cho hết bệnh này. Tôi nói thôi vậy để về tôi cầu nguyện. Chú làm đơn gió á, tội cho con hết bệnh đi, con đi. Chừng nào con hết bệnh con đi làm chứng cho chú. Bây giờ con bữa hổm con có xuống đây một lần rồi, cha có để tay lên trắng lên đầu con rồi. Rồi bữa nay con hết, con xuống đây con tờ ở chỗ Chúa. Cái bệnh của con không biết sao vậy luôn. Đi đó bác sĩ hai chỗ, người ta nói một cái dài một cái cục. Con nói ủa sao biết làm sao chị bây giờ. Chỉ là con về con mới nói với con nói gì má. Chỉ còn đi là ở Chúa thôi chứ má không còn ai chữa cho má hết. Con chỉ là con ngồi nguyện thằng trai con đó. Con của con là ngoại đạo, bây giờ nó vô bên đạo vợ nó rồi, nó xin tin, nó xuống đây nó xin cô cha cái đài gì cho con nghe. Bây giờ con đã hết bệnh, con cái đây con là mà con làm chứng cho Chúa là con hết bệnh rồi đó, con không còn nữa. Cái bệnh khu nó bị khù, hết rồi, đó rồi. Dạ, cảm ơn cha. Có cháu không? Dạ, cháu không lớn rồi cha, giờ con gì, con thấy gì, con xin cái chìa khóa cho. Xin cái chìa khóa, rồi, đây xin cái chìa khóa. Rồi, rồi nhá, rồi chào chị nhá, rồi chào chị khu cũng bị khu, rồi rồi con lên đây con, đây đây, rồi à, con tên là Khánh Huyền. Mình mấy tuổi? Con 5 tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp lá. À, mốt con có đi tu không Khánh Huyền? Không. Rồi lại không nhỉ? Rồi con được ơn gì của Chúa? Dạ con chào cha, chào tất cả mọi người. Con là đạo Tân Tổng. Con bỏ Chúa 15 năm, đến bây giờ con mới quay lại mới đạo, mới Chúa. Thì từ lúc con bỏ Chúa thì là Chúa cho Satan đánh con tơi bời khỏi khói đất lửa luôn. Đấy là cho con bị bệnh dạ dày này, rồi đường ruột, rồi viêm gan, rồi đau lưng, mất ngủ. Thế nhưng mà từ lúc con quay lại với Chúa thì con vào đây là hôm thứ năm tuần vừa rồi. Thì là cái hôm thứ hai con đi vào đây thì cha đặt đầu này là con khỏi hết bệnh rồi. Thứ hai ạ. Cha đã đặt tay lên đầu con thì là tất cả cả sức khỏe của con khỏi hẳn ạ. Hallelujah. Rồi 15 năm anh bỏ Chúa, Satan đánh cho tơi bời khói lửa. Và chúng ta thấy đó là sự thật như vậy. Vì một người mà bỏ Chúa như thế thì là thuộc về Satan. Và Satan đánh cho tơi bời khói lửa là chuyện bình thường. Nếu mà mình không có Chúa là mình thuộc về Satan. Và làm sao mà 15 năm anh bỏ Chúa rồi cuối cùng anh quyết tâm anh quay về với Chúa? Dạ thưa cha là em của con ấy, cũng mượn đâu được một cái đài ấy, 500 bài giảng của cha. Thế về cho con nghe, thế là con bảo là càng nghe càng thấy hay. Thế con mới quyết định đi vào đây để gặp bằng được cha. Thì anh có cái đài chưa? Dạ con có rồi ạ. Con để nhường cho người khác ạ. Hôm nay tôi cũng không có để mà nhường cho anh. May quá. Đây bé cho tặng cho con cái bánh nhé, bánh trung thu chính thác nhé. Cảm ơn cha. Có bánh rồi, có đi tu không?
Vậy con có bánh được, con có đi tu không? Không ạ. À, hay, cho chồng phá tay đây cho em. Giữ vững lập trường như vậy. Đây cho tặng cho anh này, các anh bỏ tạo ơi. Tôi tặng cho anh cuốn tâm tư lòng nhân hậu nha. Về cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Anh có bánh bỏ đạo ơi. Đây cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cái quạt nhớ mẹ đến với Chúa nha. Rồi anh bỏ đạo ơi, đây. Đây tôi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đừng, anh đừng bỏ Chúa nữa nha. Vâng, chúc anh mà bỏ Chúa là Satan ráng cho anh tơi bời khói lửa. Rồi, còn tôi thấy cái đứa bé này hay á. Tôi dụ nó được có ánh rồi, nó có đi tu không, nó vẫn cứ không. Nó là mình tạ ơn Chúa, nó có lập trường. Còn có người mà cứ có bánh thì đi tu, không có bánh thì đi tù. Cha, con đã được quay trở về với Chúa. Cha, con bỏ Chúa được 18 năm. Bỏ được 18 năm. Mới có được 18 năm bỏ Chúa. Con bao nhiêu tuổi? Dạ con 59 tuổi, con mất ta là Nguyễn Thị Nhàn, 59 tuổi, con ở giáo xứ Bắc Vĩnh, ở Cam Lâm, Khánh Hòa, Nha Trang. Dạ, dạ thưa cha, con bỏ Chúa 18 năm. Trong... Sao mà được, sao mà con quay trở về với Chúa? Dạ khi con quay, lúc con bỏ Chúa là con có một mình con, khi con trở về với Chúa thì con được ba mẹ con. Ba... Và sao nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa, nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 18 năm con bỏ Chúa? Dạ con bỏ Chúa chứ khi con quay trở về với Chúa 20 năm con trở lại đạo, nhưng mà có cái là con cũng khô khan ngồi lạnh. Dạ nhưng con mới cách đây 2 năm con lại nhờ một bà chị, có bà chị của con là có tới giá điểm tin mừng và có cầm về một cái máy thì có cho con nghe. Thì trong khi con nghe lúc đó là người con đang bệnh, con bệnh nặng lắm, tay chân con sưng phù hết, các khớp rồi là con viêm cả phế quản luôn, rồi cả nói chung là người con nó xin hết đó. Mà con lúc lên máy của cha về thì hoàn toàn trong người con nó nhẹ, nhẹ người hết. Thì lúc đó là con chữa bệnh cả Đại học Y Dược, cả nhà thương Hòa Hảo. Nhưng khi con nghe cái máy của con hoàn toàn con dục thuốc ra mà thùng rác con uống nữa, con tiến thác vào Chúa và con nhà thưa cha, thì từ đó là con bỏ thuốc con lại được khỏe mạnh lại. Rồi mấy đứa con của chị thì thế nào? Chị đã được ơn Chúa chữa lành bệnh tật thân xác và các bệnh viện đều chê và được chữa lành bệnh tật tâm hồn sau 18 năm bỏ Chúa. Còn những đứa con của chị thì sao? Dạ thưa cha, khi nghe được máy của cha thì con năm nay là 23 tuổi, năm nay 24 tuổi, nhưng năm 23 là năm ngoái con mới được thêm sức thằng con trai. Còn đứa con gái thì có chồng ngoại đạo, nhưng mà con cũng cầu xin Chúa là cho con với con có một hướng trở lại đạo cho nó sốt sáng. Con chỉ ước mơ nhiều đó thôi. Thì bây giờ con trai của con đã sốt sáng đi lễ hàng ngày và hàng tuần. Còn con thì bây giờ nó đang bị rắc rối về chuyện phong phối với chồng ngoài. Nhưng con cũng cầu xin Chúa. Đó là một cái ơn thứ nhất con đã hết bệnh. Và một ơn thứ hai nữa là hiện giờ lúc con bị tai nạn xe cổ thì con tung thẳng vô xe luôn. Con chỉ nghĩ rằng là chết từng mây chạy lại kia là con nghĩ rằng là con chết thôi. Con chỉ cầu xin nó là lại Chúa xin cứu lấy mẹ con, cho mẹ con gãy chân gãy tay gì cũng được, đừng bị đầu. Nhưng khi đâm thẳng thực diện vào thì đúng là Chúa đỡ thật. Thật sự là Chúa đã che chở và đỡ mẹ con chỉ bị gãy chân và bị chân thôi. Đó thì đó là con thấy đó là một hồng ân của Chúa đã cứu lấy mẹ con. Thì con cũng muốn lên làm nhân chứng. Thì con cứ nghĩ rằng tất cả chị em là ai cũng vậy. Con là người rất là tội lỗi mà Chúa vẫn giang tay để tha thứ cho con và cứu lấy mẹ con. Đó là một hồng ân của Chúa đã ban cho của gia đình con. Thì hôm nay con muốn lên đứng đây để làm nhân chứng cho Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Thầy, tôi gửi tặng chị tấm hình lòng Chúa thương xót đấng mà chị đã bỏ ngài suốt 18 năm. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để chị đưa cho đứa con gái của chị nó đang bị rối hôn phối. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót tặng cho thằng con trai của chị 24 tuổi mà mới lãnh bí tích thêm sức. Chị có cháu không? Dạ có hai đứa nhưng mà ở xa lắm cha. Ở xa lắm. Rồi đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi còn ông nào nữa?
mấy ông lên, mau lên. Chị cha và cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Cúc, năm nay con 64 tuổi, con từ Gia Lai. Nói chung con thì được rất là nhiều ơn, nhưng mà thôi con cũng nói vắn tắt là cái ơn là con mừng nhất. Tại vì là chồng con ấy thì là đạo rất là siêng, thế nhưng mà đến khi tự dưng là bị bệnh tim nặng lắm. Nói chung bác sĩ nói là coi tuyệt vọng rồi, chỉ còn độ 20-30%, còn mất đi 80% rồi. Nhà con là con nghĩ là chết thôi, thế là cuối cùng nhà con đi nhà thờ nhà thánh là tự dưng nhà con mệt mỏi, nhà con không muốn đi, thế là cứ từ từ là bỏ nhà thờ. Mà nhiều hôm lễ lớn đó con rủ đi là nhà con không có đi, mà nếu có đi là cứ đứng ở bên ngoài chứ không có vào. Nói thật với cha và cộng đoàn con rất là buồn vô cùng, vì là con cứ nhìn thấy người ta mà vợ chồng ta hạnh phúc mà đi nhà thờ mà nhà con thì không có đi. Thế mà cuối cùng là con chị con cho con một cái máy, thế là con về là con cứ mở nghe. Thì đầu tiên nhà con cứ bảo mở nhỏ nhỏ chứ làm gì mà cứ mở to, thế con cứ mở dần dần nhỏ nhỏ xong lên mở to, xong con mở thâu đêm suốt sáng, rồi con làm nhặt rau quét nhà là con cứ mở suốt ngày vậy. Thế là hôm ấy nhà con bảo thôi thế mẹ mày cố gắng sắp xếp thì đi vào Cha Long đi. Thế con bảo em say xe nên em đi không được, nhưng mà mẹ mày cứ đi, nếu mà mẹ mày có đã có lòng mà đi vào trong cha là không có say. Thế thì quả nhiên con lắm. Mẹ mày tức là mẹ của bà hả hay sao? Thì nhà con cứ gọi con là mẹ mày vì dân Bắc hơn cha. Rồi. Thế là mẹ mày là đây, mẹ mày. Rồi mẹ mày nói tiếp đi. Xong rồi là thế là con đi vào thì là thầy Chúa tôi con xin cha đặt tay, xong con cũng viết thư rồi con khấn hết mọi sự. Lại Chúa tôi con về nhà, mà cái hôm đó con về là ngày thứ năm, đêm thứ năm từ ngày thứ sáu rồi đến ngày tối đêm tối thứ bảy ấy, thì nhà con bảo là thôi cả nhà đi ngủ đi, ngày mai còn đi lễ. Con nghe thấy nhà con nói nhắc lên đi lễ là con mừng lắm, nhưng mà trong tâm con là con nghĩ chắc là cũng mơ hồ thôi chứ chưa chắc. Thế là đến 4:30-5 giờ nhà con gọi vào bà Cúc ơi dậy đi lễ đi. Thế là nhà con đánh răng rửa mặt xong rồi đóng thùng vào, trường đại còn run luôn ấy con mừng. Thế là từ hôm ấy rồi đi là nhà con sốt sáng năm trà, bây giờ không bỏ một sáng chủ nhật nào hết. Và nhất là 3 giờ chiều con đi làm bất kể ở đâu, nhưng mà nhà con cứ điện là 3 giờ rồi đấy mà tắt máy, cứ 3 giờ rồi đấy, nếu mà con chưa về là một mình nhà con là ở nhà đọc bài bán tận tự chi tiết. Nên xu lại Chúa được con cảm ơn cha và cộng đoàn vô cùng. Đấy là điều con mừng nhất, chứ còn đau ốm bệnh tật thì bây giờ con có thế nào con vẫn chấp nhận, nhưng mà con mừng nhất là con được cái ơn như vậy. Đây gửi tặng cho mẹ mày tấm ảnh hồng Chúa thương xót nha. Rồi đây gửi cho bố mày, đưa cho bố mày nha, cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, rồi móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin mời mẹ mày về chỗ. Mời anh. Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đoàn. Con là du xe Nguyễn Ngọc Long. Dạ thưa cha, con đã bỏ đạo 35 năm rồi cha. Anh Long ơi, tôi cũng Long đây. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ con 52 tuổi cha. 52 tuổi bỏ đạo 35 năm. Rồi nhờ đâu mà anh đã được ơn quay về với Chúa sau 35 năm bỏ đạo? Dạ, con cũng thưa thật với cha với lại cộng đồng là cũng nhờ một cái cơn bệnh của con mà con đi bệnh viện làm á, là con mới quay nhớ lại cái đạo. Anh nhờ bị bệnh mà mình nhớ lại cái đạo. Vâng, bệnh gì? Dạ, sốt có huyết não cha. Dạ. Con là bệnh viện 115 lắm anh cha. Và con nhớ lại đạo. Cái đâm ra cái tư tưởng nó bị thông thái, thật sự là quá thông thái rồi. Con nãy giờ thì còn được cái đại đạo đó. Dạ. Thì khi con ra khỏi viện á, là hai cha làm lễ cho con, là tính không chết không có cha. Nhưng mà sao không chết? Dạ. Con nói thật sự không à? Cũng nhờ Chúa. Mà lúc con chưa có đi xưng tội, chưa có gì bỏ đạo, con cũng khô khan lắm nha. Và sau này con mới ra ngoài tác hại đấy, để con xưng tội. Thì xong đó là về con lên cha nè. Là má con mà cũng quên hoài à. Má con lên cha đây.
không biết giờ cha nào hay là con thể con nó thật sự là cha là hay bây giờ tới đâu con đi nữa con. Vâng, thưa anh chị em, đây là một người đàn ông 53 tuổi, 52 mà 35 năm bỏ đạp. Đến lúc mà bị xuất huyết não, lúc nằm trên bệnh viện mình nhớ lại đạo và không còn con đường nào khác là quay về với đạo để được ơn tha thứ và được ơn chữa lành. Chúng ta thấy người phụ nữ tội lỗi như thế, Chúa vẫn tha thứ. Nãy giờ có những người 20 năm bỏ đạo, 18 năm bỏ đạo và đây là 35 năm bỏ đạo. Chúa vẫn nói tội còn đã được tha rồi, hãy đi về bình an. Đây, tôi phải tặng cho anh đứng mà anh bỏ ngày 35 năm, anh nắm chặt lấy ngày nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để biết lần Chúa ý, lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và cây quạt nhờ mẹ đi với Chúa để mẹ luôn luôn ấp ủ anh. Rồi mời người anh em. Trước hết, con được ơn gì? Con xin chào cha cộng đoàn. Vâng, con được ơn tức là con làm chứng cho mẹ con là 90 tuổi, mẹ con bị tai biến mạch não. Tai biến mạch não mà nằm trên giường bệnh khoảng gần 2 năm. Thế thì mẹ con cứ suốt ngày đọc kinh cầu nguyện và đứa em rể con và cho mẹ con một cái đài của cha. Thế thì về suốt ngày mẹ con vừa nghe đài vừa cầu nguyện. Tới nay mẹ con đã chống gậy và thường xuyên đi nhà thờ được và đi lễ. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn. Mình nhờ đâu mà anh biết được cái biển thì mừng hôm nay anh đến làm chứng cho mẹ của anh. Con chính cha là trong gia đình nhà con thì hình như đã đi được hết cả nhà, còn có con thì chưa được do điều kiện công việc, và hôm nay con vào được để con làm chứng cho mẹ con. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Con chính cha con là Simon Nguyễn Văn Thật ở họ Tân Dương, giáo xứ Thạch Bích, địa phận Hà Nội ạ. Đây tôi gửi tặng cho mẹ anh cái bánh trung thu được không? Anh có đưa về cho mẹ được không? Có về chưa? Con cảm ơn cha, ngày kia con mới về. Rồi ngày kia bánh trung thu chúng tôi còn xài được một tuần lễ. Đây là tâm tư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Còn anh phải cần gì? Thưa cha, gia đình con cách đi đây 2 tháng, cả ba người đi được cả ba ơn. Ơn thứ nhất là bản thân con rất nhiều bệnh, dạ dày đầy tràng và trí. Thì bà gì? Bệnh trí ạ. Trí trên đầu? Không, trí ở hậu môn đấy. Thế là trong vào đây được cha cầu nguyện, thì đặc biệt là trước khi con đi vào đây thì là con đã phải đi viện hơn 10 ngày là vì nhồi máu não. Thì đã vào đây được đến ngày mai nữa là 2 tháng thì được chữa, cha chữa lành cho con bệnh nhồi não là khỏe mạnh và không có gì nữa. Và bệnh thứ hai, những cái bệnh kia thì cũng được khỏi 50-60% rồi cha. Còn bệnh thứ hai, nhà con, vợ con ấy thì bị đi 108 khám thì người ta bảo bị xơ gan. Nó phát ra da như thế là như một gai mít. Thế cũng vào đây được cha đập tay và cộng đồng cầu nguyện. Thì về đứa em thì con nó bảo này chứ, này Chúa tôi chỉ thay da à. Và không, được Chúa cầu nguyện. Đứa ơn thứ ba, gia đình nhà con là đứa con gái. Nó thật bị da dày, chữa các nơi không khỏi, mà kể cả nước ngoài cũng không khỏi, đi Đài Loan cũng không khỏi. Nên là về ba, hai vợ chồng với con cùng vào 22 tháng 7 đó. Thì hôm thứ nhất cháu vẫn đau, cứ nhăn nhó. Thế là hôm sau cúi đầu hỏi cha, cha ơi, cha cứu con, hay trong người con có ma quỷ gì mà con cứ đau bụng. Lập tức về đến phòng trò, con khỏi không biết lúc nào. Tạ ơn Chúa, tạ ơn cha. Con đặc biệt là người ngoại đạo ở xóm con, thì con về con cho mượn một cái đài nghe, thì cái chị bị ảnh tiểu đường rất nặng cha, mà trong khi đó chị nghe được độ 1 tuần 2 tuần. Mà quê hương con là quê hương đất chè, đi hái chè cũng đem. Thế là chị đi xong bắt đầu có người đạo Thiên Chúa, mình bảo này chứ
tin vớ tin vẩn. Bố tao ngày xưa cũng nghe cái đài đó mua 1 tấn gạo về còn mốc thế này. Đấy, không biết là đài ở đâu mà cũng trong miền Nam này cha. Bị mốc gạo đổ cả gạo đi đây này, tin vớ tin vẩn. Xong chị cũng bị... Mua đài về lại bốc gạo là sao? Không, thưa cha là mua đài về thì trong cái bài giảng ấy có là bao nhiêu ngày đêm không có ngày đêm cha. Không nghĩa là không có ngày, chỉ có đêm mà không có đồ ăn. Thôi lại vớ vẩn rồi, chị em nhớ cẩn thận nha. Đấy là cái đạo mẹ Chúa Trời, đấy là những cái tà đạo, đấy là những cái rối đạo. Nó là sắp tới mấy ngày mấy đêm rồi tối tăm rồi mua gạo về trữ, bố này bố đó bố ấy nghe bố mua gạo về bố ấy trữ, mà sắp bảo là 10 ngày nữa thì tối, mà đến 30 ngày chẳng có tối gạo thì nó mốc lên rồi. Cho nên chị em nhớ cẩn thận, đừng có nghe mấy cái tin đồn nhảm nhí, mấy cái tin đồn thất thiệt, nhất là mấy cái mê tín, mấy cái tà đạo. Nó là cứ tối 3 ngày 3 đêm rồi sắp tận thế, rồi phải mua nến, mua gạo, mua nước mà dự trữ, là cái thằng đại lý gạo nó ế, nó không bán được, nó mới tung cái tin đó ra. Mấy người nhảm nhí mua gạo về tưởng là sắp tối 3 ngày 3 đêm người ta chết hết thì mình có gạo mình ăn, hóa ra người ta vẫn sống còn gạo mình thì mốc. Nhớ nha. Rồi tiếp đó ra thì chị lại bảo anh ơi vì giờ như thế nào mà cô cứ nghe đi, mà kể cả cô nghe em có mở trên mạng mà xem ở trong bài giảng ở đài như thế nào, ở ngoài như thế, tôi đã đi rồi. Thế là chị lại nghe. Sau khi đó tôi nói thật với cha là năm nay mùa vải và mùa mít thì đất bên nhà con rất được mùa, thế là những cái bệnh như này tối kỵ, bệnh tiểu đường này chị ăn rất á, nên đến vừa rồi chị đi thử lại thì hoàn toàn gần như khỏi. Tối hôm kia chứ đem thư đem tiền lên gửi vào đây để tạ cha và tạ Chúa. Con đem mít với lại vải vào không ạ? Không ạ. Cho nên là chị bảo em ăn nhiều lắm nhưng mà bệnh lại giảm đi anh nhà, cho nên là em khỏi rồi, anh vào xin cha cầu nguyện cho em. Mấy người đạo người ta còn biết cầu nguyện cho em và xin tạ cho cha. Đấy thưa cha, như thế. Còn đại để là cuối cùng con nói ra thì cộng đồng và cha thì cũng cầu nguyện cho gia đình con có một thằng con trai. Hallelujah. Anh có cháu không? Con nói, con nói nốt cho chuyện. Cháu có cháu không? Có. Mấy đứa? Con có một thằng cháu là mới có một, và mới 3 tuổi ạ. Rồi ăn bánh trung thu được rồi. Đây cho thằng cháu 3 tuổi bánh trung thu nhá. Rồi đây là cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu gửi về cho cái cô mà tiểu đường mà ăn mít với lại vải, ăn mít với vải. Rồi tặng cái bóc khóa lòng thương xót cho cái bố nào mà gạo bị mốc ấy. Nhá. Đây là cái quạt lòng thương xót gửi tặng cho bà anh. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh chị. Và thưa anh chị em, chúng ta mỗi người hãy sám hối lại lỗi lầm của mình để cùng con nay trở về cùng Chúa. Chúa ơi, được con nay trở về lòng sầu thống hối ăn năn như là người phụ nữ đã quay trở về. Và Chúa nói tội con đã được thà, tội con đã được thà, lòng tin của con đã cứu con. Nào chúng ta cầm cây quạt lên, giơ cao lên. Tội của con đã có lên. Tội của con đã, lòng tin của con đã mãi lên. Lòng tin của con đã, tội của con đã. Chúng ta hãy nhìn lại lỗi lầm thiếu sót của mình, tội lỗi thế nào Chúa cũng cứu, Chúa cũng tha. Còn quyết tâm quay trở về với Chúa. Mấy chị em cầm cái quạt trên tay và anh chị em nhìn lên, vừa hát vừa cầu nguyện vừa làm theo đúng cử điệu. Nhìn và làm theo cử điệu. Con đây trở về, trở về cùng Chúa. Chúa ơi, con nay trở về, lòng sầu thống hối con ơi, muốn con cho một niềm tin Thank you.
trời.